xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cách đây 30 năm, tôi vinh dự được vào chăm sóc sức khỏe và được hát cho bác Hồ nghe trước lúc người ra đi. Đó là lời nói của y sĩ Ngô Thị Oanh, Bệnh viện 108, kể lại những ngày tháng 9 lịch sử năm 1969. Chuyện kể rằng, ngày 22 tháng 8 năm 1969, Oanh đang làm việc tại khoa phẫu thuật Bệnh viện 108, thì đồng chí Lê Đình Lý, chính ủy bệnh viện gọi lên chỉ thị. Đồng chí chuẩn bị tinh thần, ngày mai đi công tác đặc biệt. Oanh nghe nói công tác đặc biệt, linh cảm có điều gì hệ trọng, nên cứ băn khoăn mãi. Chiều hôm sau, Oanh cùng bác sĩ Nguyễn Xuân Bích, bác sĩ Phúc và y tá Trần Thị Quý lên xe. Nhưng không ai biết mục đích và địa điểm chuyến đi. Xe rời bệnh viện lúc 3 giờ chiều, qua mấy phố, rồi rẽ vào cổng đỏ, đưa dụng cụ và tư trang vào nghỉ tạm ở nhà khách phủ chủ tịch. Lúc này chưa ai biết việc gì hệ trọng, nên tâm trạng hơi lo lo. Ăn cơm chiều xong, có một đồng chí, sau này mới biết là đồng chí Vũ Kỳ, thư ký của bác, đến trao đổi với anh em. Mấy hôm nay bác mệt, cấp trên muốn các cô các chú đến chăm sóc sức khỏe cho bác. Nghe đồng chí Vũ Kỳ nói bác mệt và nhìn nét mặt không được vui của đồng chí, ai cũng lo lắng. Từ lúc đó không ai nói chuyện với ai, không gian lúc này chĩu xuống. Sáng hôm sau, đoàn cán bộ y tế được chuyển về ở dãy nhà ngang thứ hai từ phía nhà sàn đi vào. Đồng chí Vũ Kỳ đưa anh em lên phòng bác nghỉ và giới thiệu với bác. Thưa bác, các cháu ở bệnh viện 108 đến chăm sóc cho bác. Bác gật đầu mỉm cười, rồi bác nói nhỏ. Bác tuy mệt, nhưng chưa cần nhiều cháu đến chăm sóc cho bác. Các cháu còn phải phục vụ bệnh nhân nữa chứ. Oanh lặng người đi, vì thấy bác mệt nhưng bác không muốn phiền đến ai. Nước mắt Oanh cứ ứa ra, không sao cầm được. Rồi bác lại nói một lần nữa. Các cháu phải chăm sóc bộ đội, đừng để các cháu ngày đêm ở đây mà vất vả vì bác. Mặc dù vậy, các đồng chí lãnh đạo vẫn động viên thuyết phục và bác đồng ý. Mấy ngày sau đó, anh em y bác sĩ cứ quanh quẩn bên giường bác, làm công tác hộ lý đến giờ mời bác uống thuốc. Trong những ngày mệt nặng, bác chỉ nằm, không đòi hỏi một thứ gì, không kêu ca đau đớn. Bác chỉ muốn nghe tin thời sự, nhất là tình hình chiến sự ở miền Nam. Và khi nghe quân ta bắn rơi nhiều máy bay Mỹ thì bác rất phấn khởi. Ngày 27 tháng 8, sau khi Oanh cắt xong móng tay cho bác hỏi cháu tên là gì? Dạ thưa bác, cháu tên là Ngô Thị Oanh ạ. Quê cháu ở đâu? Thưa bác, quê cháu ở xã Liên Châu, huyện Yên Lạc, Vĩnh Phú ạ. Thế cháu có biết hát không? Như hiểu được ý bác, đồng chí Vũ Kỳ bảo Oanh hát cho bác nghe. Bất ngờ và hồi hộp quá, Oanh lấy lại bình tĩnh để hát bài Chiến sĩ quân y làm theo lời bác và bài dân ca quan họ Người ở đừng về.
Nghe hát xong, bác gật đầu mỉm cười, rồi cố với lấy một bông hoa hồng trong lọ hoa ở đầu giường tặng cho Oanh. Bông hồng ấy được Oanh nâng niu mãi và đem ép vào quyển sổ, giữ mãi, vì đây là kỷ niệm vô giá của đời Oanh. Sáng mùng 2 tháng 9 năm 1969, bác vẫn còn tỉnh táo, hỏi đồng chí Phan, Võ Nguyên Giáp: tổ chức cho đồng bào vui Tết mùng 2 tháng 9 như thế nào? Sáng hôm ấy là phiên trực của Oanh. Như thường lệ, 9 giờ là đến giờ ăn của bác. Oanh khẽ hỏi: bác ăn nhé. Bác gật. Oanh đi ra cửa gọi chú Cẩn lấy thức ăn cho bác. Khi quay trở lại thì đã thấy bác sĩ Bích gọi giật giọng: bác! Bác! Thôi rồi, tim bác đã ngừng đập. Tất cả chạy ào vào lo cấp cứu cho bác, không ai dám khóc. Tim bác có đập lại một chút. Đến 9 giờ 47 phút thì ngưng hẳn. Căn phòng lúc này lặng đi. Mọi người có mặt lúc đó đã hiểu mình vừa trải qua một sự mất mát lớn như thế nào. Mời quý vị và các bạn nghe câu chuyện Bác Hồ và Bác Tôn. Bác Tôn Đức Thắng là một nhà cách mạng mẫu mực. Bác Tôn là người luôn làm việc bên cạnh Bác Hồ. Ngày 20 tháng 8 năm 1958, Chủ tịch Hồ Chí Minh trao tặng Bác Tôn tấm huân chương sao vàng. Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: thay mặt nhân dân và chính phủ, tôi trao tặng đồng chí Tôn Đức Thắng huân chương sao vàng là huân chương cao nhất của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, mà đồng chí Tôn Đức Thắng là người đầu tiên và là người rất xứng đáng được tặng huân chương ấy. Bác Hồ và Bác Tôn luôn quý mến tôn trọng nhau. Tình bạn cách mạng giữa hai bác luôn luôn là tấm gương sáng cho mọi người học tập. Bác Tôn hơn Bác Hồ 2 tuổi, nhưng Bác Tôn khỏe mạnh, sáng suốt và vui vẻ, khiêm nhường. Những năm tháng Bác Hồ còn khỏe mạnh như bài thơ 60 tuổi Bác viết năm 1950. 60 tuổi hãy còn xuân chán, so với ông Bành vẫn thiếu niên. Ăn khỏe, ngủ ngon, làm việc khỏe, trần mà như thế kém gì tiên. Bác Hồ thường mời Bác Tôn cùng ăn cơm chiều, mỗi tháng một lần vào chiều thứ bảy. Thường thì cứ đúng 5 giờ chiều, Bác Hồ ra gốc cây bên mảnh ao to đầy cá đón Bác Tôn. Bác Tôn xuống xe, Bác Hồ chắp tay chào trước. Chào cụ. Bác Tôn chắp tay đáp lễ. Chào cụ. Rồi hai bác kề vai đi bên bờ ao dưới hàng cây bụt mọc. Con đường dẫn qua một vòng cổng có hoa bông bụt để vào nhà sàn. Những bữa cơm ấy đầm ấm tình đồng chí, tình bạn già giữa hai người đang gánh vác công việc lớn của nước nhà. Công việc của đất nước tuy luôn luôn bận bịu, nhưng chiều thứ bảy ấy, hai bác vẫn cố thu xếp thì giờ để ngồi chung ăn một bữa cơm trong sự thanh thản, yên bình. Những năm sau này, khi sức khỏe Bác Hồ không còn được như trước, mỗi lần ra trước đồng bào, Bác Hồ thường nói với Bác Tôn: để tôi nắm tay dắt cụ đi, cho đồng bào khỏi thấy là sức tôi đã yếu.
Bác Tôn gái tuổi cao bị xuất huyết não rồi chịu nằm liệt trên giường vào năm 78 tuổi. Bác Hồ thường đến thăm. Có lần bác Hồ cầm đến một trách cá chê kho tiêu, một món ăn bác thường dùng và cũng thích hợp với nhiều người, đặc biệt với người cao tuổi. Bác Hồ nói với bác Tôn gái: Chị ăn đi, ngon lắm. Chính tay tôi kho trách cá này, mời chị ăn. Bác Tôn gái là người thích ăn cá chê kho. Trách cá bác Hồ đem đến phải nói là một món ăn tâm lý đối với người già đang mắc bệnh nặng. Cảm động về tình bạn trong sáng cao cả đó, bác Tôn thường nói với đồng chí thư ký của mình qua lời thuật lại của nhà văn Lê Minh trong tác phẩm Người thợ máy Tôn Đức Thắng do nhà xuất bản Thanh Niên ấn hành. Mình với bác Hồ có giống nhau cũng vì cùng là người thợ. Nhưng mình chỉ bằng bác Hồ được về mặt lao động thôi. Về chính trị cũng như về văn học, mình không sánh được. Bác Hồ là bậc thầy về mọi mặt. Mời quý vị và các bạn nghe câu chuyện Các chú ấy sống như thế nào? Sau khi nói chuyện với Trung đoàn Tân Trào, đơn vị bảo vệ Trung ương Đảng, Chính phủ và Bác Hồ, đồng chí Văn Lợi được đi cùng bác về phủ chủ tịch. Vừa đi, bác vừa nói chuyện. Nhìn đường mới làm sạch sẽ, bác bảo: Hai bên đường nên trồng cây lâu năm, vừa có bóng mát lại cho quả. Các chú tập luyện cũng đỡ mệt. Dạ. Trung đoàn có bao nhiêu chiến sĩ thi đua? Dạ, có một anh hùng, 4 chiến sĩ quyết thắng và 30 chiến sĩ thi đua. Việc học hành của anh em thế nào? Dạ, các chiến sĩ cũ đều học hết cấp 3, còn các chiến sĩ nghĩa vụ mới thì đang theo học bổ túc cho hết cấp 3. Trung đoàn có mở các lớp đại học tại chức chứ? Kết quả ra sao? Dạ, nhờ kết nghĩa với Đại học Bách Khoa và Đại học Tổng hợp, các anh Tạ Quang Bửu, Ngụy Như Công Tum cùng các giảng viên của hai trường kết nghĩa đã nhiệt tình giúp đỡ, nên đơn vị mở được 2 lớp đại học. Sau đó, lực lượng công an nhân dân vũ trang có trường đào tạo cán bộ chính quy, nhà nước có luật sĩ quan, thì việc mở lớp đại học riêng tại đơn vị cũng thôi ạ. Còn anh em nào muốn học thêm thì tự học theo các môn của các trường đại học, mở vào các buổi tối. Nghe đồng chí Văn Lợi báo cáo, bác vui vẻ nói: Các chú biết tìm cách học là rất hay. Chúng ta phải học suốt đời, trí óc mở mang thì lối sống càng lành mạnh. Bác chợt hỏi: Chú Trung về nghỉ rồi, nay thế nào? Bác hỏi làm Văn Lợi nhớ đến Trung, người mà anh em thường gọi là Trung Hoa, vì anh cao to lực lưỡng, cặp lông mày rậm, mắt to, tiếng nói vang. Trung đã theo bác từ năm 1941. Sau này, khi bảo vệ anh Văn, tức là Đại tướng Võ Nguyên Giáp, anh Tô là Thủ tướng Phạm Văn Đồng, rồi lại làm Đại đội trưởng Đại đội bảo vệ bác. Suy nghĩ chốc lát, Văn Lợi trình bày với bác: Thưa bác, anh Trung về nghỉ hưu với quân hàm đại úy, được Sở Công an Thái Nguyên giúp đỡ, anh xây được một ngôi nhà khá khang trang. Trong vườn nhà, anh làm một cái ao to. Giữa ao có cái gò và có cả cái cầu ra gò, anh gọi là cầu Thê Húc. Bác cười nói: Như vậy, Trung nhớ Hà Nội lắm. Vâng, về nghỉ, nhưng anh ở nhà ít lâu, lại nhận làm đội trưởng đội cứu hỏa của Sở Công an Thái Nguyên,
và luôn chỉ đeo quân hàm thiếu úy. Ai bảo đeo quân hàm đại úy, anh cũng không nghe và anh cứ lý luận riêng. Chỉ huy bao nhiêu quân thì đeo quân hàm đó. Ít lâu sau, có cán bộ chuyên môn cứu hỏa về thay. Anh về và vào rừng tăng gia sản xuất được nhiều lúa gạo cùng hàng chục trâu bò dê. Thương chồng, chị Trung bản mãi, anh mới chịu bán đi già nửa số tài sản đó. Mấy năm sau, anh mới có điều kiện về thăm quê ở Bảo Lạc. Về tới nhà mới biết, chị vợ trước vẫn còn. Vì trước đây có tin, chị bị phỉ giết hại. Chị ấy đã đi bước nữa. Chị ấy ở nhà cũng nghe tin anh Trung đã chết. Cũng giống như anh Trung, vợ chồng chị ấy có hai con đi bộ đội. Anh Trung rất mừng, mời dân bản lại thăm và nhận hai vợ chồng chị ấy làm em, giao cả nhà cửa và cấp thêm vốn cho để làm ăn. Nghe Văn Lợi kể, bác gật đầu và nói: chú Trung ít nói, nhưng là con người trung thực, nhân hậu. Hai bác cháu đi tới gần lối về nhà sàn, bác dừng lại hỏi: thế mấy chú đi cùng bác trong chiến dịch biên giới nay ra sao? Dạ, anh Nhất về ở tỉnh Độ Cao Bằng, anh Thắng về khu ủy Việt Bắc, anh Chánh là bác sĩ, nay là chuyên viên cao cấp của Bộ Y tế, chuyên về não khoa. Còn các anh Lù, Khởi, chuyên trách bảo vệ ở một số nhà máy. Các anh đôi khi có về thăm trung đoàn, thăm đại đội, nhưng ngại bác nhiều việc, không dám tới thăm. Bác cầm tay đồng chí Văn Lợi nói: chú viết thư cho các chú ấy, nói bác vẫn nhớ các chú ấy. Thấy các chú ấy giữ vững phẩm chất cách mạng, bác rất mừng. Sống trong muôn tình thương của bác. Thoát khỏi cảnh ngục tù tăm tối, dã man của bọn phát xít Mỹ, tôi được đưa ra miền Bắc chữa bệnh. Từ ngày đầu tháng 11 năm 1958, tôi nằm điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Xô. Đã mấy lần bác vào bệnh viện thăm mà tôi cứ mê man, không hay biết gì cả. Lúc tỉnh dậy, có chị thương tôi quá, không giấu nổi vui mừng luyến tiếc ấy, bèn kể lại là bác đến thăm tôi. Thế là tôi khóc òa như một đứa trẻ thơ xa mẹ. Một hôm tôi vừa mở mắt ra, nhìn thấy một bác sĩ già khoác một chiếc áo blue trắng đứng cạnh giường đang nhìn tôi âu yếm với nụ cười hiền hậu. Sau giây phút ngỡ ngàng, tôi nhận ra bác và khóc nấc lên. Đúng là bác Hồ rồi, người mà các cô chú trong tù và bà con ở miền Nam hằng mơ ước được gặp. Bác cúi hôn trán tôi. Tôi khóc to hơn và gọi: bác ơi, các cô các chú trong tù và đồng bào miền Nam mong nhớ bác lắm. Tôi ngất lịm đi. Lúc tỉnh dậy, các chị kể lại là nhìn thấy tôi trong cơn mê sảng, bác không cầm được nước mắt. Đó là buổi tối ngày 14 tháng 11 năm 1958, cái ngày không bao giờ phai trong tâm trí tôi. Thế là ước mơ được gặp bác của tôi đã thành sự thật. Ước mơ đó tôi đã ấp ủ từ ngày má tôi thường gọi tôi là bé Nhâm. Hồi ấy, tôi ở trong hàng ngũ thiếu nhi cứu nước. Tôi mơ ước được gặp bác Hồ như bạn tôi là Kim Phú được dâng hoa lên bác ngày 2 tháng 9 năm 1945 tại thủ đô Hà Nội. Bạn Kim Phú về kể lại cho tôi nghe chuyện bác Hồ, người ông yêu quý của các cháu thiếu niên nhi đồng. Từ đó, tôi luôn luôn có cảm giác bác Hồ là người ông trong nhà. Được sự quan tâm chăm sóc rất tận tình chu đáo của bác, của đảng, được sống trong tình yêu thương ruột thịt không bờ bến của đồng bào miền Bắc và sự chia sẻ đau thương của nhân dân thế giới. 42 vết thương do giặc gây nên trên thân thể tôi lần lượt lành, liền da đầy thịt, sức khỏe tôi ngày một hồi phục. Tôi được đưa về nghỉ dưỡng sức ở một nơi yên tĩnh,
tôi thường được bác gọi vào nơi bác ở. Lòng tôi xúc động quá, nước mắt cứ trào ra. Bác hỏi về quê quán, bệnh tình của tôi. Bác hỏi thăm sức khỏe các cô chú, anh chị cùng ở nơi an dưỡng với tôi. Tôi kể bác nghe tình hình đời sống và đấu tranh của chị em phụ nữ miền Nam. Bác cầm tay tôi và nhẹ nhàng xoa bóp vết sẹo. Bàn tay bác rung rung. Tôi nhìn bác, định giấu không kể lại cảnh tra tấn dã man này. Sợ bác xúc động. Đột nhiên bác hỏi, chúng nó sâu tay cháu với bao nhiêu người khác? Tôi giật mình, sao bác biết? Rồi tôi dè dặt thưa, dạ, hơn 40 chú. Thấy tôi ngập ngừng, bác lại nhắc, cháu kể tiếp đi. Tôi thầm nghĩ không thể giấu bác được, tôi thưa. Sau những trận đòn tra tấn dữ dội, các chú chân bị cùm, tay bị sâu dây thép cùng với cháu. Độ vài ngày sau lên cơn co giật rồi chết dần chết mòn. Chỉ còn lại một mình cháu. Cháu cũng không hiểu tại sao cháu không chết. Bác bảo, khi trong người cháu có một ý chí mãnh liệt thì khó chết lắm. Nói rồi, bác âu yếm xoa đầu tôi, vuốt nhẹ mái tóc tôi. Và bác cũng biết là ngay trên đỉnh đầu tôi có một vết thương do lũ giặc tàn nhẫn ném chai vào. Bây giờ có một vết lõm thường đau buốt. Tôi kể cho bác nghe về tội ác đẫm máu của bọn Mỹ ngụy trả thù những người tham gia kháng chiến ở miền Nam. Bọn phản nước hại dân trong mấy năm qua đã gây biết bao đau thương cực khổ cho đồng bào, đồng chí ở quê hương. Tôi kể chuyện đấu tranh với bọn ác ôn, khét tiếng gian ác ở trong nhà tù. Bác chăm chú nghe, rồi trìu mến hỏi, tại sao cháu bị bọn chúng tra tấn dã man mà cháu không cung khai? Tôi nâng tay bác lên hôn và nói qua nước mắt, vì cháu mong muốn được gặp bác. Cháu nghĩ là nếu cháu khai thì sẽ mất hết tình thương của cách mạng, của bác và của các cô các chú đã đùm bọc dạy dỗ cháu lúc ở trong tù. Cháu khai thì cháu có tội với đồng bào. Lúc nào cháu cũng thấy hình ảnh bác ở trước mặt cháu. Có lúc cháu mơ thấy bác đứng hai tay chống nạnh trước quân thù. Bọn chúng nhìn bác hoảng sợ chạy biến hết và cháu được tự do, sung sướng. Có lúc cháu mơ thấy bác lấy khăn chấm nước mắt khi bác nhìn thấy cảnh tra tấn cực kỳ tàn ác của giặc Mỹ và lũ tay sai đối với chúng cháu. Nói đến đây, tôi úp mặt vào lòng bàn tay bác. Tôi khóc như một em bé. Bác nâng nhẹ đầu tôi lên. Bác rơm rớm nước mắt nói, nghĩ đến cháu, mọi người đều căm thù sâu sắc bọn Mỹ ngụy ở miền Nam. Bây giờ thực sự ngồi bên bác, càng nhìn bác tôi càng nhớ đến các đồng chí ở trong Nam luôn luôn hướng về bác để có thêm sức mạnh để chiến đấu và chiến thắng. Biết bao nhiêu đồng chí bị tù đầy, tra tấn, biết bao nhiêu cán bộ hoạt động trên khắp miền Nam và chưa một lần được gặp bác. Tôi có niềm vinh dự lớn hôm nay là do bao xương máu của đồng bào miền Nam đã đổ xuống trên mảnh đất Thần Đồng. Tôi thường được các chú dặn, hễ gặp bác thì nhớ kể cho bác nghe những chuyện vui, đừng kể những chuyện đau thương làm bác xúc động. Nhưng tôi không tài nào giấu được bác điều gì. Bác hỏi tỉ mỉ về tình hình gia đình, quê hương tôi. Bác biết là tôi ra miền Bắc chữa bệnh xa mẹ. Người mẹ đã chịu nhiều đau khổ, đang khát khao mãnh liệt, được có ngày gặp lại con gái thân yêu và xa bà con ruột thịt xóm làng. Có lúc, bác thấy tôi ngồi thở thẫn, dường như đang suy nghĩ điều gì, bác liền hỏi, sao cháu lại buồn, cháu nhớ mẹ à? Và thường những lúc tôi khỏe là bác cho gọi vào thăm bác. Được về với bác, tôi tưởng như được về với người trai yêu quý nhất, được sống với gia đình thân thương nhất. Mỗi lần vào thăm bác là mỗi lần tôi lớn lên, khỏe thêm nhiều. Những lần vào thăm bác thường cho tôi ăn cháo đậu xanh vì tôi không ăn được cơm. Lần nào bác cũng thấy tôi ăn ít quá. Bác nhìn tôi đầy lo lắng, thương xót, rồi bác dạy. Cháu ăn ít lắm, phải cố gắng ăn nhiều hơn.
cháu còn xanh quá, cháu cố gắng ăn nhiều hơn cho cháu khỏe nhé. Những bữa cơm của bác thật thanh đạm, giản dị như bữa cơm của bao gia đình chúng ta. Có hôm trong bữa ăn bác hỏi tôi, cháu ở Quảng Nam có ăn thứ bánh tráng, một cái nướng, một cái ướt đập lại cuốn với cá trích, rau muống, rồi chấm với nước mắm không? Tôi ngạc nhiên hỏi bác, thưa bác, sao bác biết ạ? Bác bảo là ngày trước bác ở Huế, bác có vào Quảng Nam và bác thích ăn món này. Nhiều lúc, bác dắt tôi đi dạo chơi trong vườn phủ chủ tịch cho tinh thần được thoải mái. Bác không đưa tôi đi trên những con đường sỏi đá, vì bác biết chân tôi dẫm trên sỏi thì ảnh hưởng đến vết thương ở trên đầu. Bác chỉ cho tôi những cây dừa, cây bưởi, cây cam bác trồng. Bác thường hái hoa hồng cho tôi, có lúc một bông, có lúc ba, bốn bông. Những lúc bác đi dạo trong vườn hoa, nhìn dáng bác hiền từ, bước đi của bác ung dung đẹp như ông tiên trong chuyện cổ tích mà lúc bé tôi rất đỗi kính yêu. Bác đưa tôi đến xem ao cá, có lần thả mồi cho cá ăn, bác vừa hút gần hết điếu thuốc, bác rụi tàn và ném xuống ao, cá liền đớp đoạn thuốc còn lại của bác. Bác cười và nói vui, bác hút nhiều thuốc lá, cá của bác cũng biết hút. Tôi thường đeo một sợi dây chuyền giấu kín trong cổ áo. Bác để ý thấy, một hôm bác nói với các chú, à, nhìn cái cổ con gái. Các chú cũng xem sợi dây chuyền tôi đeo. Đó là chiếc dây chuyền của người yêu tôi đang công tác ở miền Nam vừa gửi ra cho tôi. Tôi thưa với bác là tôi đã viết thư về nhắn với người yêu tôi nhiều lần rằng, anh hãy quên Lý đi, vì thân thể Lý bị tàn phế rồi, anh nên xây dựng gia đình với người khác để đảm bảo hạnh phúc. Nhưng anh ấy không chịu, vẫn đợi chờ. Bác biết được chuyện và bác rất vui. Sợi dây chuyền tuy không làm tăng vẻ đẹp, không che được những vết sẹo do địch gây nên trên cổ, trên vai tôi, nhưng nó là sợi dây gắn bó hai đứa chúng tôi trong cuộc đấu tranh chung một mất một còn với kẻ thù xâm lược. Bác thường dạy tôi rằng, ăn ở phải có tình, tình nhà nghĩa nước, tình yêu thương giai cấp, phải có tấm lòng chung thủy. Một hôm, bác nghe tin người yêu tôi đã ra miền Bắc, bác tặng cho tôi 2 trái táo để mang về cho người yêu 1 trái. Có lần bác sĩ thấy bệnh tình tôi kéo dài do vết thương ở bụng vẫn thường rỉ máu và cho biết nếu cắt bỏ dạ con thì đỡ ảnh hưởng đến sức khỏe. Tôi cũng muốn cắt bỏ cho đỡ khổ, nhưng bác nghe vậy bác không đồng ý, bác nghĩ đến tương lai hạnh phúc của đời tôi. Tình thương của bác đối với tôi thật không bờ bến. Tôi hiểu rằng bác dành tình thương đó không chỉ riêng cho tôi mà cho toàn thể phụ nữ, thanh niên và đồng bào miền Nam gian khổ đi trước về sau. Tôi còn nhớ một chiều xuân năm 1968, tôi lại được vào thăm bác. Các chú cho tôi đến trước giờ hẹn. Bác đang làm việc trên chiếc nhà sàn đơn sơ. Tôi rón rén vào đứng sau lưng bác. Bác đã biết nhưng không quay lại. Bác bảo, Lý đó à, cháu chờ bác làm xong việc một tí thôi. Tôi thưa với bác, thưa bác làm nhiều việc quá. Tuổi bác ngày càng cao, bác giữ gìn sức khỏe để vào thăm đồng bào miền Nam. Bác xúc động nói, bác phải làm việc nhiều thì miền Nam mau thống nhất, bác sẽ vui nhiều, khỏe nhiều. Tôi ứa 2 hàng nước mắt và thẫn thờ ngồi nhìn bác làm việc, lòng nghẹn ngào, không dám nói thêm với bác 1 lời. Ôi, suốt cuộc đời của bác đã đặt hết tâm lực vào cuộc đấu tranh giải phóng đất nước. Từng giờ, từng phút, bác lo cho miền Nam. Bác đã hy sinh hạnh phúc cá nhân vì nghĩa cả dân tộc. Mời quý vị và các bạn nghe câu chuyện Chú sang sông nhà cho bác.
vào các dịp lễ Tết, vẫn có một số anh chị em ăn cơm tập thể nằm giường cá nhân ở lại trực cơ quan. Mùng một Tết âm lịch năm 1956, nhường anh em khác về quê, tôi ở lại bảo vệ cơ quan. Khoảng 9 giờ sáng, khi mọi người đã rộn ràng đi chúc Tết, thì bác tới. Thấy nhà vắng lặng, chỉ có mỗi mình tôi ngồi ở bàn. Bác mừng tuổi tôi một chiếc bánh chưng, một gói kẹo, chúc tôi nhân dịp năm mới. Rồi bác hỏi, mùng một Tết, chú khai bút cái gì đó? Thưa bác, cháu đang viết báo cáo tổng kết công tác năm 1955 của đội ạ. Bác khen, các chú thật cần cù chịu khó, quanh năm vất vả. Những ngày mưa dầm gió bấc, bác ngủ trên nhà, còn các chú phải thức suốt đêm ở dưới vườn, Tết còn phải làm việc. Bác nói, chú viết báo cáo ngắn thôi nhá, kết luận là toàn đội hết lòng bảo vệ Trung ương Đảng và Chính phủ được an toàn. Không nên nói bảo vệ Hồ Chủ tịch, vì trong Trung ương Đảng và Chính phủ là có đủ mọi người rồi. Bác nắm tay tôi. Chú sang sông nhà cho bác đi. Bác phân công tôi rửa ấm chén, còn bác thì lau bàn ghế và cắm lại hoa để đón các đồng chí trong bộ chính trị sang chúc Tết. Tết năm ấy, tôi lại là người vui nhất. Mời quý vị và các bạn nghe câu chuyện Mang hoa đến chúc Tết bác. Tết Hòa Bình đầu tiên năm 1955, các đồng chí thuộc đơn vị cảnh vệ bàn nhau mang hoa đến chúc Tết bác. Anh em mua được một bó hoa rất đẹp, bọc giấy bóng, thắt nơ đỏ. Vừa tới phòng đợi thì bác đã từ phòng riêng bước ra. Thấy các đồng chí cảnh vệ, người tươi cười nói ngay. Năm mới, bác mừng các chú thêm một tuổi. Bác gửi các chú lời chúc năm mới mạnh khỏe, sản xuất, tiết kiệm tốt tới các cụ, các thím, các cháu ở nhà. Thấy đồng chí đại biểu cầm bó hoa, bác bảo ngay. Bác với các chú sống bên nhau hàng ngày, việc gì phải hoa? Bác cùng mọi người cười vui rồi nói tiếp. Giáng chừng bác cho ăn cỗ Tết mà đến tay không thì ngại phải không? Các chú trồng được nhiều rau tốt, sao không chọn những cây nào đẹp tốt trồng vào chậu cảnh mang tới biếu bác? Bác sẽ đặt nó ở trước phòng khách. Khách tới, bác sẽ giới thiệu là của các chú chồng. Hết Tết, các chú mang về mà ăn. Thế là bác có quà tặng, các chú được bác tuyên truyền cho mà lại không mất gì cả. Như vậy có tốt không? Các đồng chí cảnh vệ đưa mắt nhìn nhau, mắc cỡ. Tặng hoa lúc này cũng dở, mà mang về thì cũng dở. May sao, bác gỡ bí hộ, người bảo. Các chú mua được hoa đẹp đấy, ta mang sang chúc Tết Thủ tướng đi. Mừng quá, anh em reo lên và theo bác đến chúc Tết Thủ tướng Phạm Văn Đồng. Gần tới nhà Thủ tướng, bác đã vui vẻ nói to lên. Năm mới, các chiến sĩ cán bộ tới chúc Tết Thủ tướng. Chúc Thủ tướng mạnh khỏe, cùng nhân dân giành nhiều thắng lợi mới. Từ năm ấy, hễ cứ đến ngày 30 Tết là các đồng chí cảnh vệ chọn 4 cây bắp cải, 4 cây su hào to nhất, đẹp nhất trong vườn, đưa tới chúc Tết bác. Bác đem đặt ở hai bên bậc lối vào phòng khách, xen lẫn với những gốc quất, gốc đào. Ai nhìn thấy quất đỏ, đào hồng,
bên những cây su hào bắp cải to xanh mơn mởn cũng khen là đẹp. Những kỷ niệm về Bác. Buổi sáng đầu tháng 12 năm 1954 ấy, anh Phạm Ngọc Thạch bỗng tìm đến tôi, giọng vui vẻ. Chị Yến ơi, chị có một tin vui hết sức đặc biệt, Bác Hồ muốn gặp chị. Nghe anh Thạch nói, tôi không tin ở tai mình nữa. Nỗi vui mừng và lo lắng trào dâng trong lòng. Sao bác lại biết tôi? Tôi chưa hề gặp bác bao giờ. Quả thật, bác đã dành tình thương đặc biệt cho tôi. Tôi không tin rằng mình được gặp bác Hồ, người mà tôi vẫn hằng mong ước được gặp sớm như hôm nay. Nhớ lại những ngày hoạt động trong phong trào học sinh, sinh viên và phụ nữ thành phố Sài Gòn xuống đường đòi quyền tự do dân chủ, lòng chúng tôi luôn hướng về bác kính yêu để có thêm sức mạnh và vượt qua mọi hy sinh gian khổ để chiến thắng quân thù. Những ngày ở trong tù, lòng tôi cũng luôn hướng về bác Hồ với niềm tin mãnh liệt. Lòng hồi hộp bồn chồn, tâm trạng ấy kéo dài cho đến khi tôi đặt chân đến phủ chủ tịch. Cho mãi đến bây giờ, hơn 40 năm qua, biết bao giây phút cảm động, bao nhiêu lần gặp các nguyên thủ và chính khách nhiều nước trên thế giới, bao nhiêu sự kiện chính trị và ngoại giao đến với tôi dồn dập, nhưng tôi vẫn nhớ như in cái ấn tượng về lần đầu tiên tôi đã được gặp bác Hồ. Cô Yến đấy ư? Ngồi xuống đây với bác. Chúng ta là chỗ thân quen. Tôi đã biết ông ngoại cô từ thời ở Pháp. Cụ Phan là người tôi rất kính trọng. Tôi nghẹn ngào, không thể nói nên lời. Chào ôi, thì ra ông ngoại tôi, cụ Phan Châu Trinh, từng là người bạn vong niên của bác Hồ những ngày trên đất Pháp. Hẳn là người rất hiểu chí hướng của ông ngoại tôi trong cuộc hành trình đầy khó khăn đi tìm con đường giải phóng dân tộc. Tôi không có may mắn được nhìn thấy ông ngoại. Năm 1926, cả nước tổ chức lễ tang cho ông ngoại tôi ở Sài Gòn, thì một năm sau tôi mới ra đời. Và năm nay, 1954, tôi vừa tròn 27 tuổi. Buổi gặp gỡ đầu tiên ấy, hầu như bác chỉ dành để hỏi chuyện gia đình tôi. Lúc chia tay, bác bảo, một truyền thống gia đình như thế rất đáng trân trọng. Cố gắng công tác phụng sự tổ quốc để xứng đáng là con cháu cụ Phan. Tôi ghi nhớ mãi lời bác dạy. Suốt những năm tháng giúp việc cho chị Nguyễn Thị Thập ở Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, tôi còn nhiều lần được gặp bác. Những lần tiếp xúc với khách quốc tế, nhất là phụ nữ, bác luôn thể hiện sự lịch thiệp, cởi mở và chân tình. Dù khách lạ đến đâu, cũng trở thành người thân thuộc. Tôi đã nhập môn những bài học ngoại giao đầu tiên từ bác, một người thầy trong mọi ứng xử, giao tiếp. Năm 1960, sau cuộc đồng khởi của đồng bào miền Nam, cục diện chính trị đã thay đổi, mở ra một cục diện ngoại giao mới. Tôi được cử vào làm thành viên của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam, rồi phụ trách công tác ngoại giao. Năm 1968, mặt trận ngoại giao của ta thắng lợi vượt bậc, buộc đế quốc Mỹ phải ngồi vào bàn đàm phán hai bên, rồi bốn bên ở Paris. Tôi được cử làm phó trưởng đoàn tại hội nghị bốn bên, sau đó là Bộ trưởng Ngoại giao Chính phủ lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, trưởng đoàn ngoại giao hội nghị bốn bên ở Paris. Hầu như mọi bước đi, mọi thành công trong công tác ngoại giao của tôi đều có sự dìu dắt, dõi theo của bác Hồ. Sau này tôi được biết rằng việc chọn tôi làm trưởng đoàn ở hội nghị Paris chính là do anh Xuân Thủy đã đề xuất với bác. Bác am hiểu công tác ngoại giao quốc tế và đặc biệt là vai trò của phụ nữ trong lĩnh vực này. Tháng 4 năm 1969, sau chuyến đi công tác ở Anh, tôi về nước và được bác gọi đến. Đó là một ngày đầu hè rực rỡ. Vườn cây của phủ chủ tịch như được thay áo mới xanh người trong nắng.
Tôi vui sướng như đứa con đi xa trở lại nhà, được báo cáo công việc với bác. Nhưng lòng tôi se lại khi nhìn thấy bác. Bác đã yếu đi nhiều, mái tóc bạc ánh như cước và cử chỉ không còn nhanh nhẹn như những lần tôi gặp bác trước đây. Tôi nhìn cánh tay trái của bác cử động khó khăn và những bước đi thật nặng nhọc mà rơm rớm nước mắt. Bác hỏi tôi về hoạt động ngoại giao, về tình hình bà con Việt Kiều. Tôi thưa với bác về những hoạt động của mình, kể lại cuộc biểu tình lớn của nhân dân Anh ủng hộ cuộc chiến đấu của nhân dân ta vừa tổ chức ở London khi tôi đến thăm. Bác bảo, phải hết sức tranh thủ tình cảm của nhân dân thế giới. Họ ủng hộ mình là xuất phát từ tình cảm chân thật. Cô sang bên đó, nhớ chuyển lời hỏi thăm của bác tới bà con Việt Kiều. Trưa hôm ấy, tôi được ăn cơm với bác, một bữa cơm hết sức thanh đạm, như chúng ta đều biết. Bữa cơm của vị chủ tịch nước chỉ có một đĩa cá kho, một đĩa rau muống luộc, mấy quả cà pháo muối kiểu Nghệ An và bát nước rau ngọt mát. Bác gắng ăn hai lưng chén cơm, còn tôi hôm ấy thật vui mừng. Thức ăn tuy quá đơn sơ mà tôi ăn được nhiều. Trong hoàn cảnh công tác của tôi, đã từng dự những bữa tiệc vô cùng thịnh soạn, nếm những món ăn đầy cao lương mỹ vị. Nhưng bữa cơm hôm ấy với bác, tôi ăn ngon miệng lạ thường. Tôi nhớ lại, mỗi khi có người thân ăn cơm với bác thường nhắc gắng ăn cho hết, đừng bỏ phí. Nghĩ đến đức tính tiết kiệm của bác, tôi cố ăn hết cơm cùng thức ăn để bác vui lòng. Bác nhìn tôi nói vui, làm ngoại giao, ăn khỏe như cô thì tốt đấy, phải xóa câu nữ thực như miêu, để ăn nhiều, làm giỏi, đánh thắng. Ăn xong, bác còn đưa tôi xem mấy tờ báo xuất bản ở trong nước và bản tin nhanh tham khảo của Thông tấn xã Việt Nam để biết được tình hình thời sự mới nhất. Bác chú ý gạch đỏ và đánh dấu chéo ở nhiều chỗ trong tờ báo, nhất là trang tin quốc tế, chứng tỏ bác chú ý theo dõi rất sát tình hình diễn biến trong nước, thế giới hàng ngày hàng giờ để kịp ứng phó với mọi tình huống, tuy bệnh tình đã làm hạn chế, ảnh hưởng đến sức khỏe của bác. Bác lại dặn tôi cần phải cố gắng làm tốt công tác của mình, đấu tranh ngoại giao không phải dễ dàng, cần phải kiên trì, không làm nhanh được. Công tác ngoại giao có lúc nguy hiểm như ngồi trên lưng cọp vậy, ta phải luôn bình tĩnh, vững vàng. Tôi không ngờ, hôm ấy là lần cuối tôi được gặp bác, được nghe những lời dạy chỉ bảo ân tình của bác, được ăn bữa cơm cuối cùng với người cha vô cùng thân thiết, kính yêu. Dành cho các cháu. Trước khi thiết kế ngôi nhà sàn gỗ của bác tại phủ chủ tịch, tầng trên có hai phòng, một phòng bác dùng làm việc, một phòng nghỉ, còn tầng dưới là nơi bác họp và tiếp khách. Bác có ý kiến, khách của bác có nhiều, có lúc bác phải tiếp đông các cháu, vì vậy chú thiết kế cho bác một hàng ghế xi măng bao quanh. Vâng lời bác, các đồng chí đã thiết kế hàng ghế đó. Mỗi lần các cháu đến, các cháu đều quây quần bên bác và được bác chia bánh kẹo. Một hôm, bác nói với đồng chí giúp việc. Chú xem, khách tí hon của bác khá nhiều. Để các cháu vui thì phải có cảnh cho các cháu xem. Chú gắng kiếm một chiếc bể về để nuôi cá vàng, làm cảnh cho các cháu. Vâng lời bác, đồng chí giúp việc đi tìm mua một bể nuôi cá đặt tại hành lang của tầng dưới ngôi nhà sàn và thả ba con cá vàng rất đẹp.
Hàng ngày sau giờ làm việc, bác thường cho cá vàng ăn. Người để dành những mẩu bánh mì làm thức ăn cho cá. Được bác chăm sóc, ba con cá vàng ngày một lớn và phát triển. Mùa đông trời lạnh, bác nói, cá cũng như người, mùa đông phải giữ nhiệt độ đủ ấm. Chú nên làm một chiếc nắp đậy bể cá để bảo đảm độ ấm cho cá. Khách đến thăm nhà bác, nhất là khách tí hon, rất thích thú đứng ngắm bể cá vàng. Những con cá màu sắc thật sặc sỡ, tung tăng, lấp lánh, bơi lặn trong bể nước. Bác Hồ dạy chúng tôi làm công tác cảnh vệ. Niềm tự hào vô giá của đời tôi trong những năm tháng phục vụ cách mạng là vinh dự có 6 năm được trực tiếp bảo vệ Bác Hồ. 6 năm là thời gian ngắn ngủi so với cuộc đời một con người, nhưng với tôi, đó là quãng đời vẻ vang của người chiến sĩ được trực tiếp bảo vệ vị lãnh tụ vĩ đại của Đảng, của dân tộc Việt Nam, anh hùng. Tôi vinh dự được lãnh đạo đơn vị tin tưởng phân công bảo vệ tiếp cận Bác Hồ. Nhưng khi được đến bên người, thì tôi lại càng thấy mình quá nhỏ bé và non yếu về năng lực. Chính bác đã dạy tôi làm công tác bảo vệ với bao điều mới lạ. Bác uốn nắn từng động tác, chỉ bảo từng việc làm mà sách vở nhà trường chưa hề nói tới. Những tình huống mà các đồng chí đi trước trao đổi kinh nghiệm cho tôi cũng chưa lường hết được. Đó là những ngày máy bay Mỹ leo thang, ném bom một số nơi thuộc ngoại vi Hà Nội. Nhưng bác vẫn giữ nếp tổ chức chiếu phim cho cán bộ chiến sĩ nhân viên và các cháu xem vào tối thứ Bảy hàng tuần. Lần đó tôi được biết ngày mai chủ nhật bác bận họp bộ chính trị, nên người chỉ lên khai mạc, xem một lúc rồi về làm việc ngay. Tôi theo bác về nơi làm việc thường lệ của người, gian nhà ở gần hầm tránh máy bay. Tôi ngồi ngay hành lang cạnh cửa hầm. Trong nhà đèn sáng và bác vẫn mải mê làm việc. Tôi đang miên man suy nghĩ thì nghe từ xa tiếng loa phóng thanh vọng đến. Đồng bào chú ý, đồng bào chú ý, máy bay Mỹ cách Hà Nội về phía đông nam 80 cây số. Đồng bào chú ý sơ tán, các lực lượng vũ trang sẵn sàng chiến đấu. Tôi chú ý để nghe rõ hơn, nhưng tim đập thình thịch và hai tai nóng bừng. Nhìn vào phòng, bác vẫn say mê xem tài liệu. Tôi bắt đầu đứng dậy và đi lại, lòng rối bời. Toàn bộ khu phủ chủ tịch đây đó vẫn còn đèn điện thắp sáng. Tôi quên bẵng cả việc trên nhà khách đang có buổi chiếu phim. Bỗng tiếng loa phóng thanh từ xa lại vọng đến dồn dập hơn. Đồng bào chú ý, máy bay địch cách Hà Nội 40 cây số, các lực lượng vũ trang sẵn sàng chiến đấu. Tiếp đó là tiếng còi báo động rú vang, sau đó là tiếng súng phòng không các loại vang rền. Tôi hoảng quá, chạy như lao vào phòng, mời bác xuống hầm ngay. Lòng tôi như lửa đốt, còn bác thì vẫn ung dung, bình tĩnh. Hai bác cháu xuống hầm, trong hầm đèn bật sáng, bác tiếp tục đọc tài liệu. Khoảng 15 phút sau, tôi ra cửa hầm quan sát. Nhưng lạ thay, bốn bề đều yên lặng. Hà Nội đèn vẫn sáng. Càng hoang mang hơn, tôi vội gọi điện thoại về trực ban tác chiến đơn vị. Họ trả lời từ tối đến giờ không có báo động gì cả. Hỏi tác chiến bộ tổng tham mưu, họ cũng trả lời như vậy. Mà yên rồi, làm sao vẫn chưa có còi báo an? Trong tôi thoáng nghĩ tới những gì xảy ra trước đó. Súng phòng không nổ. Tại sao không có vệt sáng xuyên cắt trên không? Bom nổ mà chung quanh bầu trời Hà Nội vẫn tối đen. Báo động, sao đèn đường Hà Nội không tắt? Tôi vội mời bác lên khỏi hầm. Bác bảo tôi hỏi xem Mỹ có ném bom ở đâu không? Phút giây bàng hoàng qua đi, tôi bắt đầu bình tĩnh trở lại và được biết trên nhà khách, phủ chủ tịch, hôm nay chiếu phim thời sự Quân và Dân Hà Nội bắn máy bay Mỹ. Có lẽ cội nguồn của sai lầm hôm nay là ở đó. Trời, tôi tự kêu lên trong suy nghĩ và vào nhận lỗi với bác.
Nghe tôi báo cáo xong, bác nhìn tôi mỉm cười độ lượng và phê bình. Tại chú thiếu bình tĩnh đấy thôi, là công an thì phải luôn luôn tỉnh táo. Lúc có địch phải coi như không có địch, còn lúc không có địch cũng phải coi như có địch. Nghe bác dạy, tôi nhận ra cái tính vội vàng hấp tấp đến thiếu bình tĩnh của mình. Cảm động và nghẹn ngào, thấy được lỗi nhưng ngập ngừng mãi, tôi nói không nên lời. Một lúc sau tôi mới thưa với bác. Thưa bác, cháu xin nhận lỗi và hứa sẽ sửa ngay ạ. Bác tiếp tục làm việc. Tôi ra phòng bác với tâm trạng lâng lâng. Ngày hôm sau, tôi báo cáo lại toàn bộ sự việc này với lãnh đạo đơn vị và nghiêm khắc tự kiểm điểm. Trong cuộc đời người lính, không mấy ai tránh được những sơ suất sai lầm. Nhưng với tôi, những sai lầm khuyết điểm đó là không thể tha thứ được. Tôi ghi nhận điều đó như một bài học mãi mãi, không bao giờ quên. Mời quý vị và các bạn nghe câu chuyện Người đóng vai Kim Đồng được gặp Bác Hồ. Lê Thanh Phương là người đã đóng vai Kim Đồng trong bộ phim cùng tên của đạo diễn Đông Ích Đạt. Bộ phim ra mắt công chúng năm 1964, đạt được nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế. Bản thân Phương được tặng giải thưởng Lumumba cho vai diễn trẻ em xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Ấn Độ năm 1965. Gia đình tự hào vì em. Cậu bé 13 tuổi, học sinh lớp Tô Hiệu Hà Nội năm đó khá nổi tiếng. Em được mời đi chuyện trò với các bạn học sinh tại Hà Nội, Hải Phòng. Nhưng niềm hạnh phúc còn được nhân lên gấp bội. Đó là vào một đêm hè năm 1964, đoàn làm phim được gặp Bác Hồ và được mang phim Kim Đồng vào chiếu phục vụ bác và các cô chú trong phủ chủ tịch. Suốt từ sáng đến chiều ngày hôm đó, cả nhà em cùng hồi hộp sung sướng như Phương. Mẹ lúi húi tìm cho con bộ quần áo tươm tất. Anh thì chờ lúc có điện để ủi nhanh cho em bộ quần áo. Hồi đó điện còn rất phập phù. Các chị gái chải cho em mái tóc gọn gàng. Rất tiếc bố không có mặt trong ngày vui đó. Bố Phương mất vào mùng 3 Tết năm 1963. Chịu tang bố một tuần, sau đó Phương theo đoàn làm phim lên Hà Quảng, Cao Bằng quay những cảnh đầu tiên. Tiễn Phương đi gặp Bác Hồ rồi, cả nhà ngóng đợi. Khoảng hơn 9 giờ tối, Phương về với vẻ mặt rạng rỡ, líu tíu kể cho cả nhà nghe chuyện được gặp Bác Hồ. Khi bác xuất hiện, tất cả vỗ tay reo hò. Bác Hồ! Bác Hồ! Đến khán cả cổ. Bác đến sớm và nói một số chuyện với các cô chú trong đoàn làm phim. Bác khen ngợi, động viên rất nhiều. Bác cho các diễn viên nhỏ tuổi được ngồi ở dãy ghế gần bác nhất. Rồi rất thân mật, như những lần gặp thiếu niên nhi đồng, bác tuyên bố bác sẽ chia kẹo. Thế là lại vỗ tay rầm trời. Mỗi cháu được 2 chiếc. Chợt bác hỏi, cháu nào đóng vai Kim Đồng? Thành Phương giật thót mình lý nhí. Dạ, thưa bác, cháu ạ. Bác bảo, lên đây ngồi với bác. Hạnh phúc quá bất ngờ. Phương như díu chân đến bên bác. Bác hỏi nhỏ, cháu có em ở nhà không? Dạ thưa bác, cháu còn em gái ở nhà, tên là Loan ạ. Bác đưa cháu 2 cái kẹo nữa, cháu mang về cho em. Vâng ạ. Được tham gia vai diễn duy nhất trong đời, được gặp bác Hồ, được bác cho kẹo.
những kỷ niệm đẹp đẽ ấy như nguồn động lực giúp Phương suốt những năm tháng học tập, rèn luyện để trưởng thành. Sau này, Phương là một kỹ sư, một đảng viên gương mẫu, công tác tại Bộ Xây dựng. Những tháng ngày đáng nhớ. Chị Hàn Thị Nguyệt đi bộ đội từ năm 1947, là chiến sĩ trung đoàn Sông Lô lừng danh. 20 tuổi, chị được kết nạp vào đảng. Mỗi lần mùa thu về, chị lại nhớ đến những ngày đầu mùa thu năm 1969, chị được vào phủ chủ tịch để chăm sóc thuốc thang cho bác. Chị nhớ lại những ngày được gần bác, khoảng 3-4 tháng cuối cùng, trước khi bác tù trần. Chị kể, tôi được đón vào trong phủ chủ tịch và nhận trách nhiệm pha thuốc để bác dùng. Lúc ấy bệnh của bác đã nặng hơn. Bác nói rất ít, chỉ có đôi mắt hiền từ của bác nhìn những người đứng xung quanh giường bệnh là nói rất nhiều điều. Bác biết mình bệnh nặng, nhưng sức chịu đựng thì vô cùng lớn lao. Lúc khỏe, bác dành tình thương cho tất cả mọi người, nhất là những người gần gũi. Bây giờ bác nằm đấy, nét mặt mọi người đều lo âu. Riêng tôi và mấy chị thì luôn luôn cầu trời đất, một tình cảm rất thiêng liêng và đúng truyền thống đạo lý của dân tộc, để bác vượt qua cơn bệnh tật hiểm nghèo, sống lâu, cùng các vị lãnh đạo khác đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ đến thắng lợi hoàn toàn. Tất cả các loại thuốc đều qua tay tôi chế, nếm thử, xem xét liều lượng, rồi mới bưng đến để bác dùng. Gần tới ngày quốc khánh năm 1969 mà bác thì đã mệt lắm rồi. Tất cả các thầy thuốc giỏi, các vị lãnh đạo cao cấp, những người phục vụ đều phải khoanh tay cúi đầu trước giờ phút bác đi xa. Đúng 9 giờ 47 phút ngày mùng 2 tháng 9, trái tim bác ngừng đập. Trước đó mấy ngày, tôi bưng chén sâm cuối cùng vào chỗ bác. Lúc bác từ trần, tất cả đều khóc, khóc lặng thầm. Các đồng chí lãnh đạo dặn, nhân dân đang vui ngày quốc khánh, hãy để cho nhân dân hưởng trọn vẹn ngày vui này. Tôi nhìn ra vườn bách thảo, nhiều người đang đi lại tấp nập, rất đông các em nhỏ mặc quần áo đẹp, nắm tay nhau nhảy múa và hát những bài ca của tuổi thơ. Một không khí buồn thương bao trùm tất cả. Tôi bưng mặt khóc, cố nén để không bật thành tiếng làm ảnh hưởng đến mọi người. Tôi nhìn ra phía sau nhà sàn, người nấu ăn cho bác ngồi dưới gốc cây khóc nấc lên, hai vai rung rung, đầu cúi gằm. Chị Hàn Thị Nguyệt kể lại, cái phòng nhỏ nơi tôi vẫn pha chế và sắc thuốc cho bác giờ đây im lìm, rồi hai cánh cửa căn phòng khép chặt và tiếng tách của chiếc khóa kêu lên, tiếng kêu quen thuộc mà giờ đây muốn đứt ruột. Mấy năm sau, mỗi lần kỷ niệm ngày quốc khánh, ngày Tết âm lịch lại nhớ đến bác, người cha nhân đức, hiền hậu, đã để lộc lại cho nhiều người, trong đó có gia đình tôi. Là bởi cứ gần 30 tháng chạp, lại có một chiếc ô tô con chở cá đánh bắt từ ao lớn trước cửa nhà sàn và hoa quả nơi vườn bác, đem chia cho một số gia đình cán bộ đã phục vụ bác những ngày cuối cùng.
Mời quý vị và các bạn nghe câu chuyện Bác Hồ với việc khen thưởng những người làm việc tốt. Trước năm 1958, tôi làm việc ở Văn phòng Trung ương. Tháng 8 năm 1958, tôi được điều sang làm việc ở Văn phòng Bác cùng các anh Vũ Kỳ, anh Cù Văn Trước, anh Lê Hữu Lập. Anh Vũ Kỳ phụ trách chung khối Văn phòng Bác. Anh Cần phục vụ Bác trong sinh hoạt. Tôi, anh Trước, anh Lập phụ trách về mặt giấy tờ công văn. Riêng tôi được giao phụ trách theo dõi việc khen thưởng huy hiệu Bác và trao sổ giải thưởng của Bác Hồ. Để động viên khuyến khích những việc làm tốt, từ năm 1959, Bác đã có ý định tặng huy hiệu của Bác cho các cá nhân có thành tích. Đối tượng được thưởng huy hiệu rất rộng. Đó là các em nhỏ thật thà, dũng cảm, yêu thương bạn, công nhân trí thức có sáng kiến, nông dân sản xuất giỏi, chiến sĩ chiến đấu diệt nhiều giặc, bắn rơi nhiều máy bay, dân quân bắn cháy tàu chiến, các cụ già trồng được nhiều cây. Nghĩa là những người làm được việc to tới những việc làm tuy nhỏ nhưng ích nước lợi nhà. Các nơi nhận được huy hiệu của Bác gửi về đã tổ chức trao tặng, làm cho mọi người trong tập thể đó noi gương làm theo. Thường thì các địa phương, các ngành, các trường học báo cáo thành tích lên Bác để xét thưởng. Sau khi thưởng, Bác nói đưa tin đăng báo để động viên. Cũng có khi Bác đọc các báo, bản tin, thấy nêu gương người tốt, việc tốt. Bác nói, chúng tôi đi điều tra, xác minh đúng sự thật thì Bác thưởng huy hiệu. Gương người tốt làm việc tốt ở mọi ngành, mọi giới, mọi địa phương và lứa tuổi nào cũng có. Có những gương điển hình được Bác thưởng huy hiệu như anh Cao Xuân Nhì, 21 tuổi, ở tỉnh Vĩnh Phúc, mù cả hai mắt, vẫn tích cực trồng cây. Báo Nhân dân ngày 2 tháng 9 năm 1962. Em Nguyễn Ngọc Ký ở Nam Định bị liệt hai tay, phải viết bằng chân, vẫn học giỏi. Báo Thời Mới ngày 31 tháng 5 năm 1963. Em Nguyễn Trọng Thể, 6 tuổi, ở phố Hàng Bông, Hà Nội, 3 lần nhặt được của rơi đều đem trả lại cho người mất. Những người được thưởng huy hiệu của Bác rất quý tấm huy hiệu này. Do đó, khi được giao nhiệm vụ, chúng tôi cố gắng làm thật chu đáo, cẩn thận. Tôi nhớ một chuyện. Có một bác sĩ nhãn khoa mổ mắt rất giỏi. Thông tấn xã Việt Nam đưa tin. Bác biết tin này nói, chúng tôi gửi huy hiệu của Bác thưởng cho người bác sĩ đó. Tôi gửi huy hiệu vào Quảng Bình, nơi người bác sĩ làm việc, nhưng bác sĩ không nhận được. Vì khi huy hiệu vào đến Quảng Bình, thì người bác sĩ đã được điều động công tác đi sâu vào chiến trường miền Nam. Gia đình người bác sĩ đọc báo thấy đưa tin người nhà mình được thưởng huy hiệu của Bác mà không thấy. Họ thắc mắc, khiếu nại. Tôi điều tra, thấy huy hiệu vẫn còn ở Quảng Bình, đã trực tiếp chuyển cho gia đình người bác sĩ. Gia đình rất phấn khởi. Thường, ai có thành tích thì Bác thưởng huy hiệu, nhưng chủ yếu là Bác thưởng cho những người khởi xướng, như chị Phạm Thị Vách, người khởi xướng phong trào làm thủy lợi giỏi ở Hải Hưng, đã được Bác thưởng huy hiệu. Sau mỗi tháng, Bác bảo chúng tôi tổng kết lại xem mỗi tỉnh, mỗi ngành, mỗi bộ, mỗi trường, mỗi giới được thưởng bao nhiêu huy hiệu Bác Hồ. Bác xem và bảo chúng tôi điều tra lại xem tại sao nơi này ngành này nhiều, nơi khác lại ít, và ít vì sao? Có phải là vì các nơi ít là chưa báo cáo thành tích lên không? Nếu đúng thế thì phải nhắc để các nơi đó chú ý. Tin viết về người tốt việc tốt đăng trên báo. Khi Bác đọc, nếu Bác khuyên vòng tròn bên cạnh, tức là Bác đồng ý tặng huy hiệu.
bác còn tặng huy hiệu cho chuyên gia. Lúc đầu, chuyên gia các nước bạn sang giúp đỡ ta. Khi về nước, đều được bác thưởng huy hiệu của bác. Sau này, chuyên gia sang Đông và từ nhiều nước khác nhau. Trước, chỉ có chuyên gia các nước xã hội chủ nghĩa, nên không tặng huy hiệu của bác nữa, mà tặng huy hiệu hữu nghị. Các chuyên gia đều thấy tiếc. Họ nói, huy hiệu hữu nghị ai cũng được tặng cả. Có huy hiệu của bác Hồ để làm kỷ niệm mới quý. Ngoài việc tặng huy hiệu bác ra, bác còn có một loại giải thưởng tặng cho giáo viên dạy giỏi, học sinh học giỏi. Đó là cuốn sổ giải thưởng bác Hồ. Việc tặng sổ giải thưởng bác Hồ là do sáng kiến của bác. Ngành giáo dục bắt đầu thực hiện từ năm 1959. Bác nói, đó là hình thức thưởng thiết thực nhất. Các cháu vừa có phần thưởng, vừa có giấy để viết. Lúc đầu là sổ giấy trắng không kẻ dòng. Bác xem và góp ý. Sổ phải có dòng kẻ để các cháu dễ viết. In tên trường lớp họ tên để các cháu được thưởng khỏi nhầm sổ của nhau. Người dặn in thêm vào trang đầu 5 điều bác Hồ dạy thiếu nhi. Thư bác Hồ gửi giáo viên học sinh nhân ngày khai trường năm 1954. Để các cháu mở sổ là thấy ngay những điều bác dặn dò. Sau đó, tình hình xã hội phức tạp, có những hiện tượng tiêu cực. Bác nói, in thêm câu, nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân. Đến những năm tháng đánh Mỹ ở cả hai miền, để đáp ứng yêu cầu của cách mạng, bác lại đề nghị in thêm vào sổ câu, hết lòng, hết sức, phục vụ nhân dân. Khi có sổ giải thưởng rồi, bác bảo ngành giáo dục định tiêu chuẩn để bác thưởng. Ngành giáo dục đề ra tiêu chuẩn rất cao, phải học giỏi, các môn phải đạt điểm 10, đạo đức tốt mới thưởng. Tiêu chuẩn này đối với các em học sinh các vùng dân tộc thì hơi khó. Bác nói, nên hạ bớt tiêu chuẩn để các em học sinh các vùng dân tộc cũng có thể cố gắng đạt được. Có thể có điểm 9 vẫn được tặng sổ giải thưởng bác Hồ. Sau này, bác mất, sổ giải thưởng bác Hồ vẫn phát huy tác dụng. Chúng tôi đề nghị in thêm vào đó lời di chúc của bác. Văn phòng phủ chủ tịch tập hợp lưu lại hơn 2.000 bài báo viết về gương người tốt việc tốt, cắt ra từ trên 40 loại báo và tin như Báo Nhân dân, Quân đội Nhân dân, Lao động, Phụ nữ Việt Nam, Báo Thủ đô Hà Nội, Thái Bình, Tiến Lên, Báo Tân Việt Hoa và tin của Thông tấn xã Việt Nam. Để phát huy điển hình và nhân rộng những tấm gương người tốt việc tốt, bác đã mời một số cán bộ đến làm việc để bàn cách xuất bản loại sách này. Tôi còn nhớ, hôm đó vào 7 giờ 30 phút sáng ngày 7 tháng 6 năm 1968, anh Hà Huy Giáp, anh Phạm Văn Đồng và anh Phan Hiền sang để nghe bác nói về việc in sách người tốt việc tốt. Tôi phụ trách việc thưởng huy hiệu nên cũng được ngồi dự. Trước khi trao đổi những nội dung cụ thể, bác nói cần phải bàn luận dân chủ, có ý kiến trái với bác cứ nói, nhất trí rồi về làm mới tốt được. Bác chỉ rõ tầm quan trọng của loại sách này. Bác nói, những chiến công và thành tích nổi bật vang dội thì ai cũng có thể thấy được. Còn những việc nhỏ bình thường thôi, nhưng ích nước lợi dân thì hay bị xem thường. Các chú có biết biển cả do cái gì tạo nên không? Từng giọt nước nhỏ thấm vào lòng đất, chảy về một hướng mới thành suối, thành sông. Biết bao nhiêu giọt nước nhỏ hợp lại mới thành biển cả. Rồi người trao đổi về nội dung cần làm của cuốn sách, tên sách, khuôn khổ, cách viết. Người đề nghị mỗi cuốn sách đều phải ghi một câu, hoan nghênh bạn đọc phê bình. Cuối buổi thảo luận, bác giao hẹn,
Trước khi in, phải gửi bác một số bài, viết giản dị và phải đúng sự thật, không được bịa, gửi cả bìa sách và tranh vẽ để người xem trước. Sau khi làm việc xong, bác nói với anh Hào Huy Giáp. Quyết tâm thư các nơi cá nhân đoàn thể gửi bác nhiều. Chú chọn một số điển hình, nội dung tốt, gửi sang ban tuyên huấn đăng để động viên. Thực hiện chỉ thị của bác, những bài viết trong sưu tập các bài viết về gương người tốt việc tốt, phần lớn đã được các nhà xuất bản lựa chọn in thành sách như Vì nước, vì dân, nhà xuất bản quân đội, Thế hệ anh hùng, nhà xuất bản thanh niên, Dũng cảm đảm đang, nhà xuất bản phụ nữ, Việc nhỏ nghĩa lớn, nhà xuất bản Kim Đồng, Hậu phương thi đua với tiền phương, nhà xuất bản phổ thông. Thưởng huy hiệu của bác là việc làm động viên nhân dân. Xong, bác luôn nhắc chúng tôi làm cẩn thận, để quà của bác đến động viên kịp thời những gương người tốt việc tốt, tránh việc điều tra không đến nơi đến chốn, thưởng không đúng người đúng việc, làm mất ý nghĩa của giải thưởng bác Hồ. Sáng kiến đề xuất việc khen thưởng nhân rộng phong trào người tốt việc tốt đã góp phần không nhỏ vào phong trào thi đua yêu nước, tạo nên một sức mạnh kỳ diệu giúp nhân dân ta đánh thắng đế quốc Mỹ và xây dựng đất nước. Món nợ một hào. Lần đầu tiên nước ta tiếp khách châu Phi, nên vụ lễ tân Bộ Ngoại giao phải sang hỏi bác về nghi thức đón tiếp ra sao cho hợp với tập quán Phi Châu. Vì lần này có 3 vị khách Phi Châu tới Hà Nội thăm bác Hồ. Bác không nói phải làm thế nào, chỉ nói đơn giản. Các chú cứ xem, bác làm sao thì các chú làm vậy. Thế là sáng hôm sau, 3 vị khách được xe đưa tới phủ chủ tịch. Bác từ trên thềm cao bước xuống, 3 ông khách cũng bước ra khỏi xe. 4 người ôm chầm lấy nhau, người nọ đấm nhẹ vào vai người kia ra chiều rất thân tình. Không có nghi thức ngoại giao nào cả, 4 người cùng nắm tay nhau bước lên các bậc thềm, đưa nhau vào phòng khách uống nước, nói chuyện với nhau hết sức thân mật. Trong lúc nói chuyện, bỗng một vị khách Maroc nói, anh Nguyễn, anh còn nợ tôi một hào, anh có nhớ không? Nhớ, nhớ. Bác vui vẻ đáp lời ông khách. Nghe chuyện này, sau khi khách ra về, anh em trong phủ chủ tịch mới vây quanh hỏi bác về món nợ một hào mà ông khách nói là gì. Lúc ấy bác mới nói, 3 đồng chí này trước ở trong Hội Liên hiệp các dân tộc thuộc địa và cùng làm việc với bác ở tòa soạn báo Le Paris. Người cùng khổ. Đồng chí Maroc trở về nước hoạt động. Bác tiễn đồng chí đó ra bến tàu. Đồng chí đưa cho bác một hào, nhờ bác mua dù một ổ bánh mì kẹp chả để ăn dưới tàu. Bác cầm tiền chạy lên bến mua bánh, nhưng khi quay lại thì tàu đã nhổ neo rời bến rồi. Nay đồng chí ấy nhắc lại kỷ niệm thời cùng hoạt động ở Paris trước kia, chớ có nợ nần gì đâu. Tình bạn, tình đồng chí của bác rộng khắp năm châu bốn biển. Bác gọi đó là bầu bạn. Bầu bạn thấm đượm, biết bao nghĩa tình. Mời quý vị và các bạn nghe câu chuyện Bra, cậu bé Ấn Độ với bác Hồ. Năm 1955, Bra, cậu bé 9 tuổi người Ấn Độ, lần đầu tiên theo cha là Chủ tịch Ủy ban Giám sát Quốc tế về việc thực hiện Hiệp định Geneva sang Việt Nam. Đất nước Việt Nam lúc bấy giờ tạm thời bị chia cắt.
Nhưng vì theo cha nên cậu bé có điều kiện đi đến những thành phố lớn: Hải Phòng, Vinh, Đà Nẵng, Sài Gòn, nay là thành phố Hồ Chí Minh. Phong cảnh và con người Việt Nam dần dần cuốn hút cậu. Mỗi dịp nghỉ học dài ngày tại Ấn Độ, Bra lại thu xếp thời gian sang thăm cha, thăm đất nước Việt Nam mến yêu. Ấn tượng lớn với Bra là Hà Nội, một thành phố đẹp mang dáng vẻ trầm tĩnh và cổ kính. Cha con Bra ở trong một khách sạn lớn kiến trúc kiểu Pháp, nằm bên một đường phố yên tĩnh. Mỗi khi cha đi làm, cậu bé thường thơ thẩn đi dạo dưới những tán cây xanh của phố phường Hà Nội. Từ lâu, Bra ấp ủ một ước mơ thầm kín là được gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh. Vị lãnh tụ được nhân dân Việt Nam gọi là Bác Hồ, dù cậu biết đó là điều rất khó. Thật bất ngờ, mơ ước ấy trở thành hiện thực vào ngày 1 tháng 1 năm 1957, năm cậu 11 tuổi. Nhân Tết Dương lịch, Chủ tịch Hồ Chí Minh mời các đại sứ, đại diện các phái đoàn ngoại giao và tổ chức quốc tế tại Việt Nam dự buổi gặp mặt thân mật tại Phủ Chủ tịch. Cha Bra đưa cậu theo. Bác Hồ tóc bạc trắng, đôi mắt sáng ngời. Bác mặc giản dị ở ghế chủ tọa. Thật may mắn, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhìn thấy cậu trong số các quan khách và trìu mến gọi cậu bé đến ngồi cạnh người. Bằng giọng nói hiền từ, bác ân cần thăm hỏi Bra về chuyện gia đình, về học hành và những ấn tượng đối với Hà Nội, Việt Nam và cả những ước mơ. Bác Hồ tặng Bra con chim bồ câu bằng đá, biểu tượng cho hòa bình, đưa cậu bé một quả quýt và căn dặn mang về làm quà cho mẹ. Bra theo cha về Ấn Độ và mang theo món quà quý giá của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Còn bức ảnh chụp cậu ngồi bên Bác Hồ được cả gia đình trân trọng giữ gìn trong album như một báu vật. Năm 2002, nhân kỷ niệm lần thứ 112 ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bra đã là thiếu tướng, phó tổng giám đốc Hiệp hội Giáo dục Quốc phòng cho học sinh Ấn Độ sang thăm Việt Nam theo lời mời của Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Khi đặt chân tới Việt Nam sau nhiều năm xa cách, điểm đầu tiên của Bra là lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Với Bra, Hà Nội giờ đây dù hiện đại nhộn nhịp hơn xưa, nhưng không làm giảm nét đẹp tự nghìn xưa còn lắng đọng. Người Việt Nam tình cảm vẫn như thuở nào, chân tình và nồng ấm. Mời quý vị và các bạn nghe câu chuyện Cây vú sữa miền Nam. Năm 1954, sau Hiệp định Geneva được ký kết, Việt Nam tạm thời chia cắt làm hai miền Nam Bắc. Đồng bào miền Nam sống đau khổ dưới ách chiếm đóng của đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai. Trong đau khổ, đồng bào miền Nam luôn hướng về miền Bắc, về Đảng, về Bác Hồ kính yêu. Đầu mùa xuân năm 1955, trên con tàu Kilinki, Ba Lan, đoàn cán bộ của Văn phòng Trung ương Cục miền Nam tập kết ra miền Bắc. Đoàn vinh dự được mang cây vú sữa miền Nam ra biếu Bác Hồ với tấm lòng kính yêu vô hạn của đồng bào miền Nam đối với Bác. Ngày mùng 3 Tết năm ấy,
đồng chí Lê Đức Thọ và đồng chí Nguyễn Văn Kỉnh, người phụ trách đoàn, đã mang cây vú sữa vào phủ chủ tịch kính tặng Bác Hồ. Cây vú sữa được Bác Hồ trồng ngay gần bờ ao, bên cạnh ngôi nhà Bác ở đầu tiên trong khu phủ chủ tịch. Cây vú sữa vốn là loài cây ưa khí hậu nóng ở miền Nam và ít chịu được lạnh ở miền Bắc. Do vậy, những ngày đầu mới trồng, cây còn nhỏ và rất khó chăm sóc. Hàng ngày, mặc dù bận nhiều công việc, nhưng trước giờ làm việc buổi sáng hay sau giờ làm việc buổi chiều, Bác đều dành thời gian tự tay chăm sóc vun tưới cho cây vú sữa. Mùa đông giá rét, Bác nhắc các đồng chí phục vụ bện rơm cuốn quanh thân cây, lấy bùn tấp vào gốc để chống lạnh cho cây. Mùa mưa bão, Bác nhắc nhở chẳng chống cho cây khỏi đổ. Tháng 5 năm 1958, Bác Hồ chuyển sang sống và làm việc tại ngôi nhà sàn. Cuối năm đó, Bác đã đề nghị chuyển cây vú sữa trồng ở gần nhà sàn để Bác chăm sóc được thuận tiện hơn. Dường như Bác muốn cây vú sữa miền Nam luôn ở gần bên Bác. Hàng ngày làm việc tại nhà sàn, Bác vẫn nhìn thấy cây vú sữa, miền Nam luôn trong trái tim Bác. Khi cây vú sữa đã lớn, cành lá xum xuê và vươn cao, rễ đâm sâu vào lòng đất, đủ sức chống đỡ mưa to gió lớn. Bác căn dặn những người làm vườn tìm hiểu kinh nghiệm chăm sóc để cây vú sữa ngày càng tốt. Cây vú sữa ra hoa kết quả. Những lứa đầu cây ra quả, quả nhỏ và không sai. Thế vậy, Bác nói với các đồng chí phục vụ. Có lẽ mình chưa biết cách chăm sóc cây vú sữa, nên cây ra quả nhỏ và không nhiều. Anh em phục vụ thưa với Bác. Cây vú sữa là loài cây không hợp với khí hậu miền Bắc, nên cho quả ít và nhỏ. Bác suy nghĩ một lát rồi nói. Các chú nên tìm các nhà chuyên môn làm vườn để học hỏi thêm kinh nghiệm trồng cây vú sữa. Anh em phục vụ làm theo ý Bác. Từ đó, với những phương pháp chăm sóc mới, cây vú sữa cho nhiều quả và to hơn. Thấy vậy, Bác rất vui mừng. Có lần, đồng chí phục vụ hái quả vú sữa chín cây mời Bác. Bác bảo, chú hãy chờ cho nhiều quả chín đều, hái xuống một lần rồi chia cho mọi người. Giờ đây, cây vú sữa của đồng bào miền Nam gửi tặng Bác đã lớn, cành lá vươn cao và sum xuê, tỏa bóng mát trên ngôi nhà sàn của Bác Hồ.